OL Gym phục vụ cuộc sống. BBT Hiệp Phú sụp đổ hay đã bán tài sản? Được khởi công từ tháng 12 năm 2017 với những tham vọng không hề nhỏ từ giám đốc Duy Nguyễn sẽ biến nơi đây thành một pháo đài gym bất khả xâm phạm, án ngữ cửa ngõ phía đông Sài Gòn, một trung tâm thể hình đẳng cấp 5 sao, một chi nhánh VIP phục vụ khách hàng từ các quận 9, quận 2 và Thủ Đức, thậm chí khách hàng vãng lai từ Bình Dương và Đồng Nai. Trong thời gian vừa qua thì BBT đang có một dự án gym center ở bên quận 9. Và cái dự án gym center này, Duy Nguyễn sẽ cố gắng hoàn thành một cái ước muốn, hoàn thành một cái ước nguyện rất là xa xưa. Và câu chuyện nó bắt đầu vào năm 2005. Từ sự chạy đua vũ trang khốc liệt do Duy Nguyễn phát động đã không thể thành công như mong đợi khi dự án vẫn chưa xong phần thô. Ngày 30 tháng 6, khi mà dự án BBT Hiệp Thành được khởi công sau, đã sắp đi vào hoạt động, thì BBT Hiệp Phú vẫn là những mảng bê tông đen xì mà quan khách vãng lai không thể nào hình dung được. Đó là phòng gym mà Duy Nguyễn đã vỗ ngực xưng tên ngày nào. Thì cái niềm kiêu hãnh hay là một cái sự gọi là tự hào của tất cả những người gymmer và kinh doanh trong vực gym ở cái thời điểm năm 2005-06 là để sở hữu được một gym center 1.000 m². Chú Nguyễn nhắc lại, một gym center 1.000 m² ở Sài Gòn. Những người yêu quý Duy Nguyễn nói riêng và BBT nói chung không khỏi sốt ruột khi 4 tháng trôi qua, công trình không có bất cứ thay đổi nào. Nhân công thừa thớt, lao động cầm chừng. Chẳng lẽ BBT Hiệp Phú lại giống như các công trình thường thấy khác? Đắp chiếu, nằm chờ. Mà chờ cái gì thì chúng ta không thể biết. Khi được các bạn fan yêu quý hỏi khi nào BBT Hiệp Phú đi vào hoạt động, thì Duy Nguyễn trả lời một cách qua loa: còn 3 tháng nữa. Hay khi Hiệp Thành xong thì Hiệp Phú sẽ xong. Liệu có uẩn khúc gì không khi thấy chủ đầu tư rất ngại nhắc đến dự án này? Và thông qua trang Facebook cá nhân, Duy Nguyễn luôn chia sẻ những thông tin nâng cấp BBT Bình Tân, tuyển dụng nhân sự các bộ phận và các dự án BBT By Night, điện năng lượng mặt trời, mà không thể thấy một dòng tâm trạng nào nói đến cái gọi là phòng gym triệu đô đầy ước vọng ngày nào quận 9. Khi được đề cập đến nhượng quyền thương hiệu thì giám đốc Duy Nguyễn thường phản đêm rất gắt, đó là đâu có thiếu tiền mà phải nhượng quyền. Nhưng với những gì chúng ta có thể nhìn thấy thì một kịch bản bán hoặc chuyển vốn thương hiệu vốn rất tệ đang có nguy cơ xảy ra. Chúng ta không thể biết được tiến độ công trình thế nào và liệu có một sự sụp đổ nào hay không. Gánh một lúc hai thành, liệu Duy Nguyễn có thể đảm bảo tốt và hoàn thành sứ mệnh đề ra hay không? Quả là một việc làm trước giờ chúng ta chưa từng thấy ở BBT. Em nói đi, công nợ bây giờ là bao nhiêu tỷ? Được rồi, anh biết rồi. Tuần sau sẽ có tiền cho em, đừng có đòi nữa. Em mới giúp anh cầm cái đống này đi bán cho anh. Ủa, là sao sếp? Công ty mình phá sản thiệt hả anh? Anh nhờ thì em làm đi, anh không để ảnh hưởng tới anh em đâu. Còn trong này là tất cả những tài sản, bất động sản của anh. Em hãy mở ra và cầm đến ngân hàng, có người chờ. Khi mà dự án BBT Bình Tân đi vào hoạt động một cách ngọt ngào và trơn tru, thì dự án quận 9 chỉ thấy thông qua những bản vẽ 3D và một diện mạo nhếch nhác ngoài thực tế. Một dự án gym 5 tầng với sàn tập gần 2.000 m² như công bố thì quá lâu khi với thời gian thi công là 20 tháng. Liệu đây có phải là sự thất bại cay đắng mà Duy Nguyễn không thể nói thành lời và cũng không dám thừa nhận
ở một CEO kiêu hãnh. Nhưng dù sao thì cũng mong rằng BBT Hiệp Phú có thể sớm đi vào hoạt động, dù ở một tỷ lệ rất thấp.